Kính chào quý vị, đây là chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trần Ngọc Huy. Hôm nay là một chương trình đặc biệt vì từ trước tới giờ trong tất cả chương trình Sống Mạnh, tôi là người trình bày và được phỏng vấn để nói chuyện về các đề tài y khoa và gia đình. Anh Phạm Phú Nam là người giới thiệu và điều khiển chương trình. Trong chương trình đặc biệt lần đầu tiên này, tôi là người giới thiệu và điều khiển chương trình. Và đây là lần đầu tiên tôi muốn của chương trình xin được giới thiệu và phỏng vấn một người rất là nổi tiếng và thân cận, luôn làm việc với cộng đồng Việt Nam trong nhiều phương vị khác nhau từ bao nhiêu năm qua. Anh là người đã sát cánh với tôi và giúp đỡ tôi trong công việc mang lại cho cộng đồng người Việt Nam những kiến thức về y tế, về gia đình. Thừa đó là anh Phạm Phú Nam. Anh là một người bạn đồng hành, một cộng tác viên, là một người đạo diễn, điều khiển và là MC của chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trần Ngọc Huy. Xin chào anh Nam. Xin chào anh Huy. Anh Nam, anh đã làm host show cho bao nhiêu chương trình phát thanh về truyền hình cũng như rất nhiều sinh hoạt cộng đồng khác. Anh là tiếng nói của cộng đồng Việt, là gạch nối với Hội đồng Thành phố San Jose, với Hội đồng Quận hạt Santa County. Và trong việc làm và vai trò truyền thông, anh đã giới thiệu và phỏng vấn rất nhiều nhân vật khác nhau, người Mỹ cũng như người Việt, tới cộng đồng Việt Nam ở Berkeley cũng như trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên chính tôi và cũng như nhiều khán giả khác chưa bao giờ được nghe giới thiệu về anh và cũng chưa biết được nhiều về anh cả. Như vậy, hôm nay anh có thể chia sẻ đôi lời với khán thính giả về cá nhân anh và những hoạt động của anh trong bao năm qua. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Huy và kính thưa toàn thể quý khán thính giả khắp nơi. Tôi có cũng nhiều cơ hội để được quý vị biết đến, nhưng mà một trong những cái công việc rất là đặc biệt và hết sức là thích thú và có những cái lợi ích rất lớn lao khi mà cộng tác với bác sĩ Trần Ngọc Huy từ những năm mà tôi không thể tưởng tượng được, đến nay là 31 năm, từ năm 1991 cho đến bây giờ, liên tục, liên lụy, đều đặn, gần như là hàng tuần mà anh em chúng tôi có cái cơ hội để mà chia sẻ cùng với tất cả những người Việt Nam, đặc biệt là những người Việt Nam sống ở vùng Santa Clara County, và cũng chia sẻ luôn với những khán giả Việt Nam đang sống nhiều tiểu bang trên nước Mỹ những cái câu chuyện liên quan đến bệnh tật, đến y khoa, đến những cái công việc mà gọi là lý tưởng mà bác sĩ Trịnh Ngọc Huy cùng tổ chức Sống Mạnh, cùng những bác sĩ nằm trong thân hữu với bác sĩ Huy. Tôi thì có nhiệm vụ là vấn đề media, truyền đạt lại những điều bác sĩ Huy đã làm. Và sau 31 năm đó, thì thưa với quý vị, chắc có lẽ cứ nói đến bác sĩ Huy thì có thể người này lộn bác sĩ Huy này, bác sĩ Huy khác. Nhưng mà nói đến Trịnh Ngọc Huy thì chỉ có một. Rồi tôi đó, nếu mà nói Nam thì chắc cũng cả tấn. Nhưng mà Phạm Phú Nam cũng có một. Nếu bây giờ Phạm Phú Nam, Trịnh Ngọc Huy còn lại là người ta biết đó là cái gì. Thành ra chúng tôi thật sự rất là hân hạnh để mà hôm nay được thưa với quý vị. Thì thật ra đó, nghề nghiệp, background, bằng cấp, cái đó không có quan trọng. Nhờ cứ nói quý vị cũng thấy nó cũng vậy thôi. Cái quan trọng nhất là những tác phẩm, quan trọng nhất là những chương trình có giá trị mà quý vị nhớ. Thì thưa anh, nếu mà xin được giới thiệu, tôi là một người bạn, là một cộng tác viên, là một người song hành với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy từ năm 1991 cho đến ngày hôm nay. Anh Nam, tôi nghĩ anh rất là khiêm nhường. Anh không nói những cái công việc anh đã làm, mà tôi nghĩ ảnh hưởng rất nhiều cho cộng đồng. Nhưng mà không muốn tự hào với tôi nói đâu. Thì tôi chỉ xin liệt kê và chia sẻ cùng thính giả và những công việc của anh đã được hết nhiều, được rất nhiều cho cộng đồng, và tôi nghĩ nhiều người đã được biết đến. Nhưng mà
chúng ta không có dịp để nói tới. Tôi xin được chia sẻ cùng với tín giả những hoạt động anh và tôi đã làm việc trong bao nhiêu năm qua. Anh là Executive Producer, tức là giám đốc điều hành sản xuất của tờ báo Sống Mạnh, một tờ báo y tế Việt đầu tiên, và tôi, bác sĩ Vĩnh, Quý Vĩnh, bác sĩ Bùi Duy Thiệu và bác sĩ John Hồng Liêm là Directors. Đây là một tờ báo y tế tiếng Việt đầu tiên được ấn bản với giấy báo glossy rất là đắt tiền và màu trên 10 năm, ấn hành từ năm 1996 và đã ngưng ấn bản vào năm 2009. Anh đã công tác với tổ chức thiện nguyện Profit Sống Mạnh từ năm 1996. Anh đã giúp tổ chức Sống Mạnh điều hành chương trình đại hội y tế hàng năm từ năm 2003 cho tới năm 2019. Và đại hội y tế này đã tạm gián đoạn vì COVID-19. Anh đã điều khiển chương trình Sống Mạnh truyền hình và phát thanh chương trình Sống Mạnh của bác sĩ Trần Ngọc Huy qua Dương Simia từ năm 2011 cho tới nay đã trên 10 năm. Anh đã làm việc với Hội Y sĩ Bắc California và đã giúp quảng cáo và giới thiệu chương trình học bổng cho các em Việt Nam tốt nghiệp trung học trong bao nhiêu năm qua. Anh đã hợp tác với tổ chức y tế NCA và NCBN, một tổ chức y tế chăm lo sức khỏe cho người cao niên Việt. Và đây là tổ chức đầu tiên đã mang đến cái chương trình Medicare Advantage cho người Việt Nam tại quận hạt Santa County này. Thưa quý vị, lý do chính chương trình hôm nay tôi và anh Nam đổi vai trò, tôi là người phỏng vấn và anh là người được phỏng vấn, vì một tin đáng buồn anh cho tôi biết tuần trước là anh bị ung thư ốc. Hai anh em chúng tôi đã hàn huyên một tí và đã anh đã ngỏ lời muốn được dịp nói chuyện trực tiếp và chia sẻ tâm tình cũng như bệnh tình của anh cùng với khán thính giả của chương trình Sống Mạnh. Tôi rất là cảm động và sững sờ khi nghe từ anh về bệnh của anh. Và đó là lý do chúng ta hôm nay thay đổi vai trò trong chương trình và có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Tôn Anh có thể chia sẻ cùng quý vị về cái bệnh hiểm nghèo của anh mà anh mới cho tôi biết trong tuần qua. Vâng. Thưa Huy, thưa với quý vị khán thính giả, tôi cũng có cái dịp được nói chuyện với ông Vũ Văn Lộ trong một chương trình hai ngày vừa qua. Thì có lẽ đa số những quý thính giả cũng đều đã biết. Nhưng bây giờ với yêu cầu của bác sĩ Trịnh Ngọc Huy thì tôi xin được vắn tắt. Tôi vừa mới khám phá ra là mình bị một khối u ở trong não, nó một cách giản dị là bệnh ung thư não. Và đây là một cái loại ung thư não rất là nguy hiểm. Bởi vì lý do đó, nó rất là tích, gọi là aggressive, tức là nó rất là ác tính. Nó tấn công từng ngày một. Và cái thời gian mà nó gọi là bị ảnh hưởng đó, nó cứ tính khoảng chừng vài tuần một lần. Tức là từ một tuần, bảy tuần nó có những thay đổi rất là lớn lao. Cho nên nếu mà nói về cái sự nguy hiểm đó, thì quý vị có thể thấy những diễn biến đó có thể diễn ra từng tuần. Nghe trong câu chuyện với bác Lộc trước đây thì tôi nói rằng là cái ngày tháng của tôi nó rất là eo hẹp. Nó có thể tính từng ngày. Nó đã vượt qua một tuần, nó sẽ qua hai tuần đến ba tuần thì nó bắt đầu nó sẽ có những cái dấu hiệu cho thấy cái mức độ tác hại của nó rất là lớn. Nếu mà tác hại đó có nghĩa rằng là cái khả năng mà hôm nay tôi nói chuyện cùng với quý vị đó có thể một hai tuần sau nó đã khác. Cái khả năng để nhìn thấy quý vị nó cũng sẽ khác. Và nó còn tệ hơn nữa là cái khả năng di chuyển, khả năng hoạt động, khả năng suy nghĩ, trí nhớ nó sẽ bị tấn công dữ dội. Đó là cái bối cảnh hiện nay. Nhưng mà hôm nay thưa anh Huy, tôi nghĩ rằng là bệnh thì chắc hầu hết mọi người đã biết. Dù không biết cách này cũng biết cách khác. Nhưng mà có lẽ điều hôm nay tôi cũng phải xin phép anh và xin thưa với quý vị, tôi được khoe những đôi lời cái tình thân hữu với bác sĩ Huy. Ở trong vùng của chúng ta đó, có hàng trăm bác sĩ gốc người gốc Việt. Thưa với quý vị, tôi cũng chỉ có hân hạnh và cũng chỉ có muốn là làm việc với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy vì một cái lý do. Bác sĩ Huy đó, ngoài cái việc mà tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng, ông đã có một cái khả năng về chuyên nghiệp rất là cao. Nhưng có một thứ mà quý thính giả hồi xưa đó tôi làm báo thì gọi là quý độc giả
của hệ thống thị trường tự do. Và Việt Magazine mê bài viết của bác sĩ Trịnh Ngọc Huy là bởi vì đọc những cái bài ông viết về bệnh tật mà lại còn có cái máu hài hước ở trong đó nữa, nó khiến những cái bài báo nó trở thành hấp dẫn vô cùng. Và đó là lý do tại sao hồi xưa báo Sức Mạnh cũng nổi tiếng đó, là nhờ những cái bài viết của đóng góp của bác sĩ Huy, nó làm thành một cái tiết mục y khoa thưởng thức mà ai cũng thích theo đọc. Sau này khi mà chúng tôi làm radio đó, cái máu hài hước nó cũng là một con người đã có một cái tầm nhìn hài hước đó. Anh nhìn cái góc độ nào anh cũng thấy cái bệnh tật nó cũng có cái dở, cũng có cái hay. Lần nào lên đây mà nói chuyện tôi, anh cũng ra toàn những cái lệnh không có được hút thuốc, không có được ăn mặn, không có được ăn mỡ. Anh còn biết một cái ly chè này là 600 gari ăn là coi chừng. Thưa quý vị, những cái chi tiết lẩm cẩm vậy khán giả rất là thích nghe, rất là thực tế. Từ lúc nói chuyện với ông, bà vợ tôi bà cấm tôi ăn chè, mà nói ăn phở là không có được ăn cái này, cái kia. Thì tôi nói trời anh Huy ơi, cuộc đời con người có mấy cái thứ sung sướng đó anh cấm hết trơn rồi thì còn làm gì nữa. Cái đó là những cái ý niệm mà tôi nghĩ trong phương diện media truyền thông đó, cái sự gọi là cái đóng góp quan trọng của một người y sĩ, của một người writer mà trong cái lĩnh vực chuyên môn y khoa đó mà gửi đến cho toàn cho những người nghe, nó còn dễ 100 lần là quý vị research ở trên internet. Hiểu rất là dễ, rất là đơn giản, rất là thực tế, gần gũi với cái văn hóa Việt Nam. Không có nói hamburger, nói phở, nói chè, nói mì gói. Những cái đó nó trực tiếp tác động trong suy nghĩ của những người bệnh nhân. Thành ra cái đóng góp của bác sĩ Trịnh Huy sau 31 năm, hôm nay tôi hỏi anh một câu. Anh khám bệnh chắc không dưới 1.000 người đúng không? Nếu mà trong vòng 30 năm qua thì vấn đề khám bệnh thì tôi nghĩ trên 1.000 người. Nhưng mà nếu mà anh nói về xoay ruột thì tôi nghĩ chắc khoảng trên 30.000 bệnh nhân. Tôi mới tưởng tượng có 1.000 tôi đã lạnh lùng, và anh nói tới 30.000. Trung bình một năm tôi cũng như các bác sĩ trong nhóm tôi có thể, mỗi người có thể soi từ 1.000 tới 1.500 bệnh nhân mỗi năm. Và tôi đã làm việc trên 30.000. Bây giờ tôi xin được hỏi quý thính giả. Quý vị nghĩ coi, một người bác sĩ lùng trong ruột quý vị, coi từ đầu đến cuối, có bao giờ quý vị tỉnh dậy, quý vị hỏi bác sĩ nhìn thấy gì không? Bây giờ tôi hỏi thật, anh nhìn thấy gì? Tự nhiên trong vấn đề chuyên khoa thì mình mục đích mình soi ruột để mình tìm bú với tìm ung thư ruột. Mà hôm nay anh Nam hỏi một câu hỏi mà nhiều đa số thường tôi không nghĩ đến. Khi mình soi ruột một bệnh nhân mình không thấy gì thì bệnh nhân rất là cảm ơn và rất là mừng rỡ. Nếu mình soi ruột bệnh nhân mà có bú mà mình cắt ra được để vậy cái bú nó không trở thành ung thư ruột thì bệnh nhân rất là cảm ơn và biết ơn, và họ hứa sẽ trở lại trong vòng 3 năm hay 5 năm theo cái định kỳ khám bệnh. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh hỏi câu đó thì nếu mà tôi soi ruột và tôi nghĩ là một bệnh nhân bị ung thư ruột thì lúc đó cái tình nó sẽ bệnh, nó sẽ khác đi. Cái sự cảm nghĩ của người bệnh nhân, họ vui, họ mừng hay là thật ra là họ sợ hãi. Và cái cảm giác của người bác sĩ khi bệnh nhân tỉnh dậy mà mình nói bệnh nhân, ồ, anh bị ung thư ruột, rất là khó khăn. Rồi hôm nay anh Nam hỏi thì tôi mới ngồi nghĩ đến, trong tất cả những trường hợp đó, khi mà soi ruột bệnh nhân mà chẳng may họ bị ung thư ruột, tôi ráng tìm đủ mọi cách né tránh để không nói người bệnh nhân bị ung thư ruột ngay lúc đó. Vì đó mình sẽ không đoán được cái sự cảm xúc của người bệnh nhân thế nào, cái cảm giác của họ như thế nào. Tại vì một người bước vô soi ruột, họ đang nghĩ mình khỏe mạnh, mình chỉ đi khám bệnh bình thường routine thôi mà tự nhiên ra bị một cái ung thư ruột vậy. Và dĩ nhiên là tại vì lúc đó mình chưa có kết quả sinh thiết, thành ra bao giờ tôi cũng ráng tìm cách tránh né. Rồi sau cái kết quả sinh thiết, rồi lúc đó mình mới mời bệnh nhân trở lại trong vòng 1 hay 2 tuần sau khi soi ruột để mà ngồi xuống nói chuyện cùng với họ. Thì cái đó là một cái sự khó khăn. Không phải là người bác sĩ họ muốn giấu, nhưng mà họ phải tìm đủ mọi cách, có dịp để mà lúc đó mình mới báo cho người bệnh nhân kết quả tình trạng bệnh của họ. Thưa với quý vị thính giả, bây giờ quý vị xin sẵn sàng, tôi có một câu hỏi khác với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Nếu quý vị mà có sự theo dõi thường xuyên những cái chương trình của tôi, bác sĩ Trịnh Ngọc Huy,
thì quý vị biết bác sĩ Trịnh Huy không phải chỉ vấn đề lo về ruột mà về gan. Mà gan á, xin thưa với quý vị, cộng đồng của chúng ta có những vấn đề rất là lớn, là ung thư gan, mỡ gan, sưng gan, bởi vì Việt Nam mình là ăn nghĩa là cũng tùm lum, không có để ý đến vấn đề mà nguy hiểm của những cái loại gọi là thực phẩm. Mà chúng tôi rất là hãnh diện để chia sẻ với quý vị rằng là bác sĩ Trịnh Ngọc Huy đề đi kết cống hiến tới cái mức độ ông lập thành một cái hội đồng y khoa gồm nhiều những bác sĩ tình nguyện, tìm cách hợp tác với những cái trường đại học mà danh tiếng từ UCSF, từ Stanford để lập thành một cái hội đồng, tìm mọi cách để mà có thể hội chẩn, tức là nhiều bác sĩ danh tiếng để hội chẩn một bệnh nhân Việt Nam, tìm ra được lý do cái ung thư gan, và còn cộng tác với trường đại học Stanford tìm cách vận động để có cái nguồn thay gan cho những bệnh nhân Việt Nam. Thưa anh, những điều đó anh làm, xin anh có thể cho mọi quý thính giả được biết ngoài. Anh Nam nói về cái hội đồng ung thư gan mà tôi đã làm việc, tập nhìn lại cũng khoảng gần 9 năm. Lý do là tại vì người Việt Nam bị ung thư gan rất là nhiều. Trung bình hiện nay trung tâm của chúng tôi có khoảng từ 7 tới 10 bệnh nhân bị ung thư gan mỗi tháng. Và thưa quý vị, vấn đề bệnh ung thư gan rất là khó chữa trị. Không phải chỉ một bác sĩ, không phải chỉ có bác sĩ mổ, không phải chỉ có bác sĩ chuyên khoa về quang tuyến can thiệp để chữa bệnh, và hay bác sĩ về chữa gan và vấn đề thay gan nữa. Thành ra với kinh nghiệm của tôi, một khi bệnh nhân bị được bệnh ung thư gan thì thông thường tôi sẽ gửi qua độ 5-6 bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Và quý vị, một bệnh nhân mà phải đi gặp 5-6 bác sĩ khác nhau, cái thời gian để mà gặp được 5-6 bác sĩ nhiều khi mất tới 2-3 tháng. Và trong những bác sĩ họ ở khắp, họ riêng rẽ với nhau, thành ra không có được một cái sự nối kết làm việc chung để đến một cái quyết định là cái việc gì chữa gì, chữa gì tốt cho người bệnh nhân bị ung thư gan. Ra những cái chung, những cái đại học lớn như Stanford, UCSF, San Francisco, UCSF đã có những cái hội đồng ung thư gan để mà tất cả các bác sĩ chuyên khoa ngồi lại với nhau và họ nghe trình bày một cái kê một cái bệnh nhân bị ung thư gan, và những bác sĩ đó sẽ đóng góp những cái ý kiến, kiến thức của mình để đến một cái quyết định là bệnh nhân nó sẽ được chữa trị vấn đề ung thư gan như thế nào, mổ gan, đốt gan, trị thuốc ung thư gan hay là thay gan. Và những bệnh nhân đó thường tôi sẽ phải gọi lên Stanford hay sang UCSF. Và thưa quý vị, những người lớn tuổi, những người bị bệnh, vấn đề đi đứng rất là khó khăn, lên được những đại học đó đôi khi không có đúng được giờ khám bệnh, không gặp được những bác sĩ như mình muốn, mất được thì giờ. Thành ra tôi đã phối hợp với lại Stanford cũng như UCSF để yêu cầu tất cả những cái bác sĩ đó tới trung tâm của chúng tôi, và chúng tôi hoạt động tập thành một cái hội đồng ung thư gan ở ngay tại cộng đồng của chúng ta, và những người bác sĩ đó đã vui lòng đến gặp nhau mỗi tháng để mà đóng góp những kiến thức của mình cho những người bệnh ung thư gan. Và như vậy người bệnh nhân sẽ không phải đi gặp từng bác sĩ một, bệnh nhân sẽ không phải lên Stanford hay San Francisco, và họ sẽ có được một các bác sĩ để quyết định những cái phương cách chữa bệnh nó tốt nhất cho người bệnh, và tùy vào chữa cái quyết định của hội đồng, và lúc đó chúng tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân cho tới thẳng người bác sĩ đó để được chữa bệnh lẹ làng và kịp thời. Nhưng mà có lẽ cái câu hỏi mà tất cả quý thính giả đều muốn hỏi anh, cái chuyện mà anh đi làm bác sĩ, anh đi chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là chuyện bác sĩ nào cũng làm. Anh lại là một người bác sĩ bận tới cái mức độ bệnh nhân nghĩa là không thể nào mà loại ra được nữa. Vậy thì thời giờ đâu, nguyên nhân nào, lý do nào? Mà tôi nhìn thấy những cái buổi phiên họp của anh 4-5 người họp với nhau vài tiếng đồng hồ tìm cách cứu cho bệnh nhân. Anh chạc Medicare, anh chạc bảo hiểm thì cũng được xem lên tiền cũng như vậy. Nhưng mà cái thời gian mà anh bận đến như vậy mà anh vẫn để vào trong đó, anh đi kêu gọi những cái trường đại học, họ trường đại học họ cũng đâu có quan tâm gì lắm như cộng đồng, họ lại phải ngồi xuống để cứu bệnh nhân Việt Nam. Động lực nào anh làm như vậy? Tôi nghĩ đó là một vai trò, một trách nhiệm của người bác sĩ. Và tôi nghĩ người bác sĩ không phải mình chỉ cứu một người,
Nhưng mà nếu như cái việc mình làm, mình mà có thể cứu được nhiều người cùng một lúc, cùng một công việc, hay là mình có thể cứu được một cộng đồng, mình có thể thay đổi được những cái nguy hiểm về sức khỏe của một cộng đồng, để mình thay đổi đời sống, mình nhờ cái việc thay đổi đời sống của họ, thay đổi chương trình sinh hoạt của họ để giúp cho người, cho cái cộng đồng đó bớt được bị bệnh, thì đó là một cái điều tốt mình nên làm. Tại vì tôi không nghĩ là mình cứu được một người khi một bệnh nhân khi gặp tôi, nhưng mà nếu mà tôi cứu được những người khác không gặp được tôi, không có cơ hội gặp được, thì đó là một, tôi nghĩ đó là một trách nhiệm và một vai trò rất nhiều người bác sĩ mong muốn. Cái điều mình có cơ hội được hay không, như tôi có cơ hội biết được anh Nam, để làm việc với anh Nam để mà tôi có thể phát triển được, đưa đến được những cái gì mà tôi hiểu biết, chia sẻ được với cộng đồng những cái về chương trình, những cái chi tiết về y tế, thì nó là một cái cơ duyên và là một cái cơ hội mà tôi nghĩ đó nhiều người không có được, chứ không phải là các bác sĩ họ không muốn làm. Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chuẩn bị. Tôi có một điều, một câu hỏi, một thách đố mà bác sĩ Trịnh Ngọc Huy hôm nay trước ống kính truyền hình sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Xin được mời quý vị theo dõi. Vâng, kính thưa quý thính giả, như quý vị đã nghe, chúng tôi có cơ hội làm việc với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy 31 năm hàng tuần. Một thời gian liên lụy như vậy đó, khiến tôi có một cái cơ hội được nhận xét về ông. Từ tấm lòng, từ trách nhiệm và một cái sự cống hiến. Sự cống hiến nó lên tới cái mức quý vị biết bác sĩ nào cũng bận hết, bệnh nhân cả đống. Có những lúc mà tôi họp với ông cách đây năm 1995, tôi thấy cái beeper nó chạy cái cổ ông nó cứng, ông phải mang một cái gồng đây để cái cổ nó cứng. Những hình ảnh đó quý vị không biết đâu. Cái đó nó show thấy cái tận tụy, nó cho mọi người thấy bận đến đâu mà bận. Không bao giờ ông miss cái bài của tôi. Ông muốn đến thầu hình cũng phải chạy từ văn phòng đến đây, chứ tôi đâu có đến thầu phòng đâu được. Đó là thời gian là tiền bạc. Một người mà đã có thể cống hiến đó, quý vị thấy cái giá trị. Rồi bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, một người mà soi ruột tới 30.000 người đó, chắc thấy nhiều thứ lắm. Có khi quý vị giấu gì trong bụng ông cũng biết luôn. Hôm nay tôi có một cái câu hỏi, hôm nay tôi có một thỉnh cầu. Tôi nói với rất là nhiều khán giả trong 2 ngày trước đây, chính vì tôi cái mang bệnh này, hình như Thượng Đế cho tôi cái quyền hỏi mà không ai từ chối, xin mà không ai gọi là khước từ. Tôi cảm thấy rằng, anh Huy à, anh em mình nói chuyện về technical, về căn bệnh, từ mà anh bệnh đường ruột, cho tới bệnh gan, cho tới bệnh thận, cho tới luôn cả cao huyết áp, cho tới cả stroke, mình nói rất là nhiều những chi tiết rồi. Bệnh béo phì mà tôi anh còn gọi là bệnh táo bón kinh niên, mà gọi là nhiều cái thứ bệnh anh đặt tên nó cũng rất là hay, nhưng mà mọi người cũng có dịp nghe rồi. Nhưng mà hôm nay đó, trong cái giờ phút này, tôi nghĩ rằng vai trò của anh nó phải vượt qua khỏi cái talk show bình thường này. Tôi believe cái cộng đồng của chúng ta hàng mấy trăm ngàn người, có rất nhiều em đang tiến vào ngành y khoa để đóng góp cho đời, cho người. Mấy em nó có thể học ở trường đại học này, trường đại học kia, nhưng mà có lẽ có những cái môn, có những cái thứ mà anh biết mà trường đại học nó không có biết. Có những thứ anh hiểu nhưng mà các bác sĩ danh tiếng các họ không hiểu, bởi vì họ không phải là người Việt Nam, họ không có cái văn hóa Việt Nam, họ không có cái cảm nhận của người Việt Nam, họ không có biết được bệnh nhân Việt Nam nghĩ cái gì. Bệnh Nam gặp bác sĩ cái gì cũng dạ hết, cái gì cũng làm hết, chẳng bao giờ thắc mắc. Bệnh nhân Việt Nam là cứ nói bác sĩ, anh cứ lần nào hỏi hôm nay bác uống thuốc gì, ông chỉ cho thuốc màu xanh thôi, viên màu đỏ thôi, họ không hiểu. Vậy thì làm sao anh chữa bệnh? Rồi thì làm sao mà anh có thể giải quyết được những cái vấn nạn giữa một người bác sĩ và một bệnh nhân hiểu nhau như thế nào? Tôi nghĩ sau 30 năm khám mấy chục ngàn bệnh nhân, chắc chắn anh có những cái kết luận. Chắc chắn là anh đã nhìn thấy những cái mà những trường đại học không nhìn thấy. Những khoa bảng, những bài nó gọi là curriculum, những cái chương trình giảng dạy không có.
thì giờ anh có nghĩ rằng bây giờ anh có thể từ bây giờ anh sẽ dành một thời gian để anh đúc kết lại những gì anh thấy. Anh không những giúp cho bệnh nhân, anh có thể giúp cho những sinh viên y khoa, đặc biệt là con cháu của chúng ta, nó hiểu được để nó trở thành những người bác sĩ giỏi. Anh nghĩ rằng là nếu lời yêu cầu này của tôi hôm nay, anh thấy nó có rắc rối không? Anh thấy anh có thể dedicate được không? Anh có thể làm được không? Xin được mời anh. Anh Nam đã hỏi, thì tôi nghĩ tôi sẽ không khước từ. Tôi nghĩ nó cũng là một cái điều mà anh em chúng ta đều mong mỏi, nhưng mà mình không bao giờ có dịp hay là mình có cơ hội để mà làm. Thì bây giờ đây tôi nghĩ nó là một cái cơ hội, nó không chỉ có tôi và những anh Nam thời gian còn lại, nó cũng rất nhiều những người khác sẽ đóng góp để làm cái chương trình này. Tôi nghĩ ý kiến nó rất là hay. Tôi nghĩ có những cái sự mà muốn cái này nó thành công, tôi nghĩ không phải chỉ có trên cương vị người bác sĩ không, và phải về phía diện của người bệnh nhân. Mình phải, người bác sĩ sẽ nhìn đặt mình vào trong cái vị trí của người bệnh nhân để mà hiểu tại sao cái vấn đề chữa bệnh đôi khi nó không cứ được đúng, tại sao người bệnh họ không theo cái chỉ dẫn hay cái lệnh của người bác sĩ. Và có một cái sự thông cảm, tiếng Mỹ nó dùng cái chữ là empathy, cảm xúc. Thì tôi nghĩ đây là một ý kiến rất là hay và tôi sẽ nhận lời và sẽ đảm trách cái này của anh Nam. Vâng, thưa với quý thính giả, hôm nay bác sĩ Trịnh Ngọc Huy đã nhận lời thỉnh cầu, thử thách. Thì xin anh cũng yên tâm, hệ thống truyền thông Nhân Dân hôm nay cũng có sự hiện diện của ông Vũ Văn Lộc, giám đốc cơ quan IRCC, Dân Sinh Media, IRCC và Việt Museum. Thêm một lần nữa, rất là hân hạnh đứng chung với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Bệnh nhân, người đầu tiên là tôi, anh có thời gian để hỏi nhiều bệnh nhân khác sẵn lòng cộng tác. Chúng ta sẽ cùng với nhau làm một cái công việc quan trọng, tức là tạo một cái kiến thức rất là quan trọng về y khoa đối với người Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Mà còn quan trọng hơn nữa đó, là chúng ta giúp cho những em sinh viên Việt Nam y khoa tương lai có những cơ hội nhìn vào một cái lĩnh vực mà trong những trường đại học có khi không có. Nó liên quan đến văn hóa, nó liên quan đến bản chất của người Việt Nam. Thì hôm nay có lẽ buổi talk show đặc biệt này là một cái cơ hội cho quý vị bắt đầu lưu tâm theo dõi cái công việc mà chúng tôi sắp làm, và hy vọng rằng là chúng tôi có thể làm được với sự tích cực cũng như là nhiệt huyết của bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Thì đó, nếu mà ước nguyện của tôi được gọi là ước nguyện cuối cùng, tôi xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Trịnh Ngọc Huy, cảm ơn anh, cảm ơn người bạn và anh em chúng ta làm việc. Tôi sẽ làm hết sức mình trong những thời gian tôi có thể làm việc được, và hy vọng là tôi vẫn còn được tỉnh, được thấy những kết quả đó trong một thời gian kỷ lục. Xin được cảm ơn quý vị, xin cảm ơn anh Huy. Anh Nam thì cảm ơn anh đã tin cậy tôi và để làm cái project, cái công việc này. Tôi cũng, như tôi đã nói trước là mình, anh hỏi là tại sao có những bác sĩ không làm được những cái gì chúng ta đã làm. Thì mình có cơ hội, có duyên thì đã làm việc với nhau bao nhiêu năm. Thì chương trình Sống Mạnh, tổ chức Sống Mạnh sẽ gây quỹ và sẽ tạo một cái học bổng của anh Phạm Phú Nam. Học bổng này sẽ cho mỗi năm nhiều người nào có được những cái công việc hay là những cái cá biệt
mà có thể đại diện được cho anh Nam. Và cái chương trình sống mạnh với bác sĩ Trương Lộc Vĩ, tôi nghĩ nó là một cái legacy, một cái di sản mà anh đã đóng góp rất là nhiều trong cái chương trình này. Và tôi xin được sẽ tiếp tục cái chương trình này, và tôi xin được đổi tên với sự đồng ý của anh là chương trình Sống Mạnh Bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam.